Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn 10 yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kích hoạt mạnh mẽ hơn công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động. 28 ca mắc Covid-19 mới đều liên quan đến ổ dịch tại xã Quảng Tín, huyện Đắc Giở Lấp. Tổ công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Đắk Đông bước đầu hoạt động hiệu quả. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Đông ngày hôm nay, mùng 8 tháng 9. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh, Xã hội vào sáng 8 tháng 9, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Đồng Hồ Văn 10 đề nghị đơn vị cần phối hợp đẩy mạnh gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo nghị quyết 68 của chính phủ. Thời gian tới, Sở Lao động, Thương binh, Xã hội cần kích hoạt mạnh hơn công tác đào tạo nghề cho người lao động. Việc kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp cần được đẩy mạnh hơn. Trong đó cần tổng hợp số lao động trên địa bàn và nắm bắt nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp để có giải pháp cân đối thị trường lao động tại địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ tập trung ưu tiên nguồn lực cho vấn đề giáo dục, đào tạo nghề. Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh, Xã hội cho thấy, 8 tháng đầu năm 2021, số lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm toàn tỉnh là hơn 12.000 lượt người, đạt 67,32% so với kế hoạch. Đào tạo nghề cho hơn 3.600 người, đạt 90,97% kế hoạch. Phát biểu tại hội nghị giao ban các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tháng 8 năm 2021 vào chiều 7 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Đông Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu cơ quan quản lý báo chí chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và phát triển báo chí. Theo đánh giá, trong tháng 8, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã bám sát tình hình thực tiễn, nhất là các sự kiện chính trị quan trọng, những vấn đề lớn, nổi cộm, trọng tâm để định hướng triển khai công tác tuyên truyền. Cơ quan báo chí bám sát định hướng, cập nhật Thông tin kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị quan trọng, các nội dung chỉ đạo, điều hành của tỉnh được thông tin kịp thời đa dạng. Trọng tâm là chủ trương tập trung nhân lực, vật lực ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Tính từ 12 giờ ngày 7 tháng 9 đến 12 giờ ngày 8 tháng 9, Đắk Nông ghi nhận thêm 28 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh lên 388 trường hợp. 28 ca mắc mới trong 24 giờ qua đều được ghi nhận trên địa bàn huyện Đắc Giờ Lấp và là các trường hợp có liên quan đến ổ dịch ở xã Quảng Tín, huyện Đắc Giờ Lấp. Đây là ổ dịch phát sinh ca mắc nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đắk Đông. Hiện toàn huyện Đắc Giờ Lấp đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh đang dồn sức, quyết tâm cùng địa phương dập dịch, hạn chế thấp nhất các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Cũng tính đến 12 giờ trưa ngày 8 tháng 9, Đắc Đông có 170 ca mắc COVID-19 đã được chữa khỏi và ra viện. Đắk Nông vừa thành lập kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản vào ngày 16 tháng 8 năm 2021 với 16 thành viên. Tổ công tác này có nhiệm vụ hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm, nhất là thời điểm khó khăn do dịch Covid-19. Đến nay, tổ công tác đã hỗ trợ người dân tiêu thụ được hơn 3.600 tấn rau củ, quả, hơn 5.200 tấn sầu riêng, hơn 2.500 tấn bơ các loại, 9.500 con gà. Tổ công tác còn hỗ trợ 7 sản phẩm OCOP của tỉnh tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia. Qua đó các sản phẩm OCOP này đã tìm được một số thị trường tiêu thụ. Hôm qua, ngày 7 tháng 9, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức hỗ trợ huyện Đắc Giờ lấp 150 triệu đồng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đợt 1 năm 2021, Agribank Đắk Nông đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Theo lãnh đạo Agribank Đắk Nông, trong tháng 9 năm 2021, đơn vị tiếp tục ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh cho 10 đơn vị trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền dự kiến là 1 tỷ đồng. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Tuấn Kiệt xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.